công trình kinh khủng được tạo ra trong Minecraft. Vào năm 2022, có một YouTuber đã xây nên một công trình đá đỏ để các bạn có thể chơi Minecraft trong Minecraft. Các bạn có thể đặt block, đập gỗ và khá là nhiều thứ trong đó. Thứ hai, hay vào những năm gần đây có một server mang tên Minecraft Earth và đó được xây với tỷ lệ 1:1 so với trái đất chúng ta đang sống. Có khi các bạn sẽ tìm thấy nhà của mình ở trong thế giới này. Và cuối cùng là của một YouTuber đã xây map dựa trên một bức tranh Starry Night của Van Gogh trị giá 100 triệu đô ngoài đời trong Minecraft và nó cực kỳ chi tiết. Vậy nên đây là